bây giờ mình sẽ việc đầu tiên á là mọi người sẽ giúp tôi kiểm tra, mình lấy hai bàn tay của mình nhé, hai bàn tay mình kiểm tra dùng tôi xem là cái đầu gối của mình có nóng không, hoặc là cái nhựa á, cái dưới cái queo chân nó có bị nóng không. Nóng tức là sao ạ? Nóng tức là sao? Anh chị học viên mới quan sát nha. Việc đầu tiên khi mà chữa đau khớp gối là bao giờ cũng kiểm tra cái đầu gối, kiểm tra xem có bị sưng nóng đỏ đau hay không. Rồi sưng nóng đỏ đau chúng ta sẽ sờ vào xem cái đầu gối có nóng không. Ví dụ như là bên nào nóng hơn hoặc là cái điểm nào nó nóng hơn đấy, chúng ta lưu ý là có cái chỗ nóng hơn nha. Mọi người sờ đi ạ. Mọi người sờ được không? Tự sờ khớp gối của mình. Chị này có đau khớp gối đâu. Không có thì mình sẽ đi. Kiểm tra đi ạ, xem có sơ, sưng nóng đỏ đau nào. Có ai sưng nóng đỏ đau không cho tôi biết? À, nóng ở nhựa đúng không? Dạ, có ai bị nóng ở chỗ nào không? Nóng ở đâu ạ? À, những ai nóng giơ tay ạ? Một người ạ, có một người thôi đúng không? Rồi. Nóng ở dưới nhựa có đưa tay được không? Dạ, nóng ở dưới nhựa. Ở dưới đây thì ai cũng nặng rồi. À, cái này nó không phải. Không, không phải. Rồi, vậy là hôm nay bị sưng nóng đỏ đau đúng không? Rồi, tôi hướng dẫn một chút xíu. Là ở đây hôm nay bị sưng nóng đỏ đau. Nhưng nếu mà có trường hợp mà sưng nóng đỏ đau á, thì chúng ta sẽ phải chườm đá lại. Mọi người nhớ dùng tôi nha. Nếu có trường hợp nào sưng nóng đỏ đau thì chúng ta chườm lại. Chườm lại để làm gì? Để cho nó ức chế cái sưng và nó làm giảm đau, ức chế cái viêm, giảm đau tại chỗ. Chườm đá lạnh là như thế này. Đây, chườm đá lạnh tức là chúng ta có cái đá này này, chúng ta làm lạnh ở trong cái ngăn lạnh đấy, ngăn đóng đá sẽ tủ lạnh để chúng ta sẽ chườm. Ví dụ như là nóng thì chúng ta sẽ chườm vào đúng cái điểm nóng đó. Còn chúng ta không có bị nóng thì giờ chúng ta sẽ thực hiện kỹ thuật luôn. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.